Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại lên cho các bạn xem một video săn cá rất là xịn sò, và đợt này có thêm nhiều giống mới nha các bạn. Có thêm một số giống mới và cây nó cũng rẻ hơn nhiều so với những đợt trước. Đó, các bạn nhìn sơ qua thấy quá trời cây xịn sò màu rất là đẹp luôn nha. Rồi giờ mình sẽ quay từng loại cho các bạn xem. Đầu tiên là mình có Phật bà nha các bạn. Phật bà bữa nay mình về một lô là quá trời giống khác nhau luôn á, đủ loại luôn các bạn này nha. Hai cây nó có nhiều đầu nha các bạn, nhiều đầu và lên màu rất là đẹp như thế này. Nó có cây màu tím này, màu xanh này, màu đỏ này. Mấy cây này màu xanh tím này, lá rất là cứng cáp luôn này, khỏe mạnh luôn nha các bạn, từng lá đẹp nha. Cây này nó hơi lên hơi cam cam nè các bạn. Cây này Phật bà chân nhẹ nè các bạn, dây nhẹ chân nhẹ gì nè, các bạn thấy nó có lông á, y như là mặt nhẹ luôn á. Ở đây mình có khoảng 6-7 loại Phật bà gì khác nhau nha các bạn, đồng giá là 50.000 một cây nha. Đó, các bạn thích cây nào thì chọn cây đó, 50.000 một cây thôi, cây nào cũng như nhau. Đó. Rồi tiếp theo là mình có Baby Finger nha các bạn. Đợt này mình về một lô mới cũng rất là đẹp nè. Lô này thì nó sẽ rẻ hơn đợt trước một xíu nha các bạn. Đợt trước thì 60.000 một cây, đợt này với giá 50.000 thôi. Cây một gốc nha các bạn. Loại này mình trồng lên màu hồng cam đỏ vậy đó, rất là đẹp đó. Hiện tại đang màu hơi hồng hồng một xíu nha. Gốc phía trong này các bạn nhìn thấy cái gốc nó cũng rất là già rồi. Đó, những cây già là dễ trồng nha các bạn. Đó, Baby Finger 50.000 trồng. Rồi tiếp theo mình có xe dung huyết long nha các bạn. Huyết long thì đợt trước mình có về cái bụi hơi to to một xíu là 130.000 á. Đợt này thì cây nhỏ vừa túi tiền cho mọi người có thể chơi này. Cây này thì nó rẻ thôi, có 30.000 nè các bạn. Có một loại mới đẹp lên màu đỏ nha các bạn. Cây này là mình đã dưỡng lại lúc mới về, nó xanh đọt rất là nhiều luôn á. Mà bữa nay mình dưỡng lại là các bạn thấy nó lên màu đỏ đều hơn rồi đó. 30.000 một cây thôi, rất là rẻ cho một giống mới. Rồi tiếp theo bên đây mình có đá nâu đột biến hay còn gọi là đá va nha các bạn. Tên khoa học thì mình để phía bên dưới cho các bạn. Đây là cây một gốc nha. Nó một chậu một gốc như thế này. Và giá của nó là 40.000 nha các bạn. Đó, một chậu của nó thì sẽ có tầm 3-4 đầu. Và 40.000 một chậu đó các bạn thấy. Bữa nay sang đột biến mà nó rẻ cỡ nào đó. Cái này đó như cái chậu này đi là 4 đầu. 4 đầu thì tính ra một đầu có 10.000 nè. Mà một đầu 10.000 thì chỉ bằng là cây sen bình thường thôi. Đó, trong khi đây là một cây sen đột biến nha. 40.000 một chậu. Nó có một số đầu nó đột biến hết này các bạn. Cái đây đột biến một phần, đây đột biến hết nè. Đá va gọi đá nâu đột biến 40.000 một chậu. Rồi tiếp theo là bên đây mình về hồng sao nha các bạn. Hồng sao lô này mình phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đợt trước là mình về cái lô mà nó còn là một chậu, nó nhiều gốc đó, còn lô này là một gốc luôn nha các bạn. Màu thì lên là xuất sắc rồi. Nó màu đỏ rất là đẹp luôn nha. Và đợt này nó cũng rẻ nữa, nó có 55.000 một chậu thôi. Bụi là một gốc. Tại bữa mình xả ra mình trồng cái chậu bên này này. Đó. Cây này mình lên chậu sẵn rồi này, nên là mình xả ra thì mình thấy là nó là một gốc nha các bạn. Đó. Khi lên chậu là các bạn thấy nó đã cỡ nào rồi. Đó. Siêu đẹp nha các bạn. Đó. Nhìn cái chậu này mà không mê nữa thì thôi luôn. Quá đã luôn á. Mà cái cây này rất là rẻ, màu đẹp nữa. 55.000 một cây không sao. Tiếp theo qua bên đây là mình có Aeonium tím nha các bạn. Aeonium tím là cây này mình đã dưỡng lại lâu rồi á. Bạn thấy là những cái cây mà mới về thì cái đọt nó rất là xanh nhiều. Đó, và mình dưỡng lại và hầu như là nó đã bắt đầu tím lại hết rồi đấy. Đó, cái đầu thì chưa tím lại hết này. Còn các bạn thấy những cái đầu xung quanh này, các bạn thấy nó lên là gần như là tím hết. Chỉ còn tí ở cái đỉnh nó là chưa tím thôi. Đó, còn lại là lên tím, màu tím rất là đẹp, và gốc là thụ
già luôn nha các bạn, rất là to luôn á. Và đợt này nó rẻ hơn đợt trước một xíu nha, đợt trước là 150 một góc như thế này, đợt này là có giá là 130 nè, 130.000 một góc Aeonium góc thụ. Đây là mình đã dưỡng lại khỏe hết rồi nha. Sang sắp sang mùa thu đông là trồng Aeonium là rất là dễ luôn rồi đó. Mùa hè thì trồng nó sẽ khó một xíu, với sang mùa thu đông sắp tới đây là trồng Aeonium rất là dễ. Nên là có những cái cây đẹp thì các bạn tranh thủ săn đi nha. Đó, các bạn nhìn cái bụi này đã chưa? Đó, những bạn nào mà nhanh tay đặt hàng trước thì chọn những cái bụi mà nhiều đầu như thế này. Rồi, Aeonium tím 130.000 một gốc. Rồi bên đây là một loại mới nè các bạn. Loại này á thì trước đây mình đã có cây bình thường rất là nhiều rồi. Cái này là đá tuyết nha các bạn. Đá tuyết nhưng mà đây là một cây Crest. Đá tuyết Crest nha. Mình sẽ quay cái góc cho các bạn xem. Đó, đây cái góc phía trong đây, nó đã bè ra rất là nhiều rồi nè. Đó, góc rất là già luôn nha các bạn. Cây đá tuyết á thì mình đã quay nhiều lần cho các bạn xem rồi, nhưng mà đột biến là lần đầu tiên mình về ở vườn luôn nè. Tại những dòng mà thuộc dạng đá như thế này trồng rất là dễ sống luôn nha các bạn. Đó, mặc dù nó Crest nhưng mà trồng cũng là bao dễ luôn á. Còn lên màu thì cực đẹp luôn đó. Các bạn thấy là một số cây thì đang lên màu hơi cam cam nè. Nó vàng vàng cam cam đó các bạn. Còn chưa lên màu thì nó sẽ lên hơi xanh nhạt một xíu. Màu xanh dương mà nó nhạt nhạt đó các bạn. Đó, còn lên màu thì nó sẽ lên màu cam hồng á. Rất là đẹp luôn á. Giá của một chậu đá tuyết Crest này là 200.000 các bạn. Thì nó cũng khoảng như là cây sen thường thôi, mình thấy nó cũng không, mặc dù nó đột biến Crest đó nhưng mà giá nó so với cây sen thường không Crest thì nó cũng gần gần ngang nhau thôi, chứ cũng không là chênh lệch bao nhiêu đâu đó. Rồi bên đây là một cây Crest nữa, tại đợt này á, có bữa giờ rất là nhiều hỏi bạn hỏi sen Crest nên là đợt này mình về cũng kha khá 2-3 loại cho mọi người chơi. Còn một số loại nữa nhưng mà mình đang dưỡng lại, nó chưa có đẹp lắm. Thường những loại nào mà đẹp rồi mình mới đăng, chứ còn những loại đang yếu mà chưa đẹp lắm thì mình sẽ dưỡng lại mà mình đăng sau. Đó. Đây là mình có một chậu, cái này nó giống sen Pháp Crest đó các bạn. Đó. Không biết có phải chính xác là sen Pháp không, nhưng mà tạm gọi nó là sen Pháp đi, thì chưa xác định được tên nó. Và mình thấy cái lá nó cũng giống sen Pháp. Bùa này cũng rất là to các bạn. Cây này chắc tầm một gan của mình là khoảng 18 cm, 20 cm gì đó. Rất là to luôn và giá nó cũng rẻ nha các bạn. Cây này chỉ có giá là 100.000 thôi. Cây một góc nha. Dù mặc dù cái góc không thấy nhưng mà nó là một góc á. Thì mình có bán một số cây tại vườn rồi. Đó, lô này mình về mình cũng đã dưỡng lại một thời gian, mà có những khách tới vườn họ mua thì mình đã bán trước một số cây rồi. Đó, một số cây mình xả ra thì thấy nó là một góc. Giá là 100.000 thôi các bạn. Đang lên màu, cây này lên màu vàng cam thì cũng đẹp này. Đó, và cây rất là to và rẻ luôn nha. Rồi bên đây là mình có cái này, thì cây này thì nhiều bạn biết rồi nhưng mà Crest thì chắc ít gặp. Đó, đây là một cây bắp cải tím Crest nha các bạn. Bắp cải tím cánh dài nha. Loại này là loại cánh dài, có loại cánh tròn và cánh dài, nhưng mà loại này là loại cánh dài. Đó, các bạn có thể nhìn đây có một cái cây đầu bình thường nè. Đó, cái đầu của bắp cải tím cánh dài nè. Đó, còn cái phần này là phần Crest đột biến nha các bạn. Đó, nên đây là cũng một giống lần đầu tiên mình nhập tại vườn luôn nha. Hiện tại cái cây này thì có giá là 120.000 nha các bạn. Đó, các bạn thấy là cái cây này nó xịn sò đấy. Đó, các bạn thấy là nó nhỏ hơn cái cây bên này chắc một nửa luôn đó các bạn. Nhỏ là 1/2 cây này nhưng mà giá nó cao hơn á. Nó không phải cây nào là nhỏ là rẻ đâu. Đó, cây 120.000 cây nha. Bắp cải tím cánh dài Crest. Tên quá là dài dòng luôn. Không biết mọi người có nhớ nổi không. Đấy, mấy cây có cái đầu bình thường, bạn sẽ phân biệt được nó là loại nào. Rồi, bắp cải tím Crest 120.000 nha. Bên đây cũng là một giống mới nha các bạn. Cái cây này cũng không phải là mới hoàn toàn, vì một năm trước mình đã về cái loại này rồi. Một năm trước mình về cái loại này, và loại về cây thụ nha các bạn. Mình về cây thụ loại to mà 200 mấy nghìn một cây á. Còn đợt này mãi mình mới tìm lại được giống này để mình nhập tiếp, vì cái lá của loại này rất là đẹp luôn. Đó, các bạn nhìn cái lá này nhỏ nhỏ xinh xinh mà lên màu đỏ này các bạn. Đó, xanh xanh lên đỏ.
cái này mà mình không có thời gian đó, chứ mà không mình trồng lên cái chậu nữa như cái cây lúc nãy đó, thì rất là xinh đẹp luôn. Nó lên cái chậu nữa là bao mê luôn nha các bạn. Bữa nào mình sẽ làm video trồng lại mấy cây này, mỗi cây vô một chậu riêng cho các bạn xem, để các bạn biết khi lên chậu mà nó đẹp cỡ nào. Đó, cây này lá nhỏ nhỏ thì xinh rất là đẹp rồi. 50.000 một cây thôi nha các bạn, không rẻ ha. Cây này đang mới có giá là 50.000. Rồi qua bên đây là mình có hạt chẳng nha các bạn, hạt chẳng được rồi, rất là nhiều bạn hỏi mình và mãi mình mới về lại được thêm một lô hạt chẳng. Đây là cái cây này mình đã dưỡng lại một thời gian, các bạn thấy những cái lá mới thì nó sẽ đều phấn, nó còn những cái lá mà lá cũ phía dưới á, lá cũ phía dưới sườn nó sẽ héo đi nha các bạn, nó héo đi, nó rụng là bình thường thôi nha. Nó chủ yếu là các bạn nhìn cái lá ở đọt nè, mấy cái lá mới ra nè, nó phấn rất là đều và đẹp nha. Đó, những cái lá ở đỉnh nè rất là đẹp luôn đó. Cây này thì có giá là 90.000 nha các bạn, hạt trắng bữa nay nó dưới 100.000 rồi đó. Mấy lô lần trước mình về là toàn là trên 100 chứ không có dưới 100 đâu nha. Hạt trắng thì cũng phải về, cũng phải dưỡng lại thêm một thời gian nữa để cho lá nó đều hết phấn nha các bạn. Đó, chứ cái dòng này là khi vận chuyển là nó dễ bị lem phấn, nên là cái việc mà lem phấn là không thể nào mà tránh khỏi đâu. Đó, nên là mình sẽ phải có một thời gian là mình phải dưỡng lại nó mới đẹp được. Nó chơi cây chơi lâu dài nên là cứ từ từ nha các bạn. Rồi hạt trắng 90.000 một cây. Rồi cuối cùng là mình có hồng xoáy bụi nha các bạn, hồng xoáy bụi một góc luôn nha. Cây này bữa mình có xả một cây và mình đăng trên fanpage cho các bạn xem đó. Thì các bạn xem hết chưa, tại có một số bạn thì không dùng Facebook nên là có thể là chưa thấy. Đó, còn những bạn nào trên fanpage thì có đăng rồi đấy. Đó, cây này cây một góc nha các bạn, rất là đẹp luôn. Đây cái chậu của mình xả xong mình lên cái chậu như thế này. Đó. Lên chậu là như là xịn sò luôn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn cái gốc nữa này, cái gốc mà cái đầu nhỏ của nó hơi là cái gốc nó đã màu đã đỏ rồi, nó là nó già nha các bạn, nó già nó lên màu á. Cái bình thường những cái gốc non thì thường nó sẽ màu xanh hoặc là màu trắng, nó còn cái gốc già thì nó đổi sang màu nâu đỏ sậm sậm. Đó. Bụi một góc này bữa nay thì nó cũng rẻ, nó 80.000 nha các bạn. Đợt trước là cái cây một đầu thôi là đã 80.000 rồi, mà bữa nay là cái cây là bụi nhiều đầu và một góc rồi chỉ có là 80.000 thôi. Đó. Rồi trong lô lần này thì mình quay một số giống như vậy cho các bạn xem nha. Các bạn đặt hàng thì cứ liên hệ vào Facebook, Zalo hoặc số điện thoại bên dưới cũng được. Có thắc mắc gì thì cứ comment phía bên dưới cho mọi người cùng biết nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau. Xin chào.